19. Đúng là Melo có thể tốc độ bất nhì, có thể khả năng kiểm soát bóng không vừa còn được gọn gàng như trước. Xứng đáng là ông vua của vòng cấm với những tình huống không chiến đặc biệt của mình. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Quang Nam theo Melo rất sát, thậm chí dùng cả tay để níu áo Melo, nhưng Melo vẫn bật lên và gõ cái đầu một cách gọn ghẽ, không phải bật quá cao, nhưng tình huống chọn điểm rơi và gõ đầu của Melo thì thực sự là quá hoàn hảo. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Quan trọng là tìm được điểm rơi, quan trọng là điểm tiếp xúc bóng chính xác, và quan trọng là nhịp gõ đầu hoàn hảo. Rất nguy hiểm. Wow! Thành công, nhưng lần này thì đã có bàn thắng cho số 10 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Dường như là sau tình huống mà Yashchenko hỏng ăn trước đó thì quả con một đơn quyền rất kẹo đổ bên đó. Một tình huống phòng ngự không tốt của đội chủ nhà đã mang đến cơ hội cho Đỗ Melo. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Người có đường truyền cuối cùng đó là Vương Văn Long, một trong những cầu thủ kỳ cựu của HSV. Một đường truyền rất vừa với tầm bật nhảy của Đỗ Melo và pha đánh đầu đập đất của chủ nhà của Thái Lan đã không cho quốc hiện Italy bất kỳ một cơ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1. Cơ hội nữa để cho cao thủ SCB Nắng uy hiếp khung thành của Thanh Diệp. Nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng đã được mở cho các cầu thủ SCB Nắng. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Luis Eguede. Phạt của Võ Huy Toàn, một pha ra chân rất nhanh của Luis Eguede. Bóng sẽ được tạt, nguy hiểm. Alex Chinh, Alex Chinh đã ghi bàn và chỉ vào một cờ sắc áo. Một hành động rất đẹp và một bàn thắng rất đẹp của đội chủ nhà. 8-5 và FC Đà Nẵng đã rất cẩn thận. Một pha dứt điểm nhanh, gọn và chính xác. Nhưng phải nói là tình huống tạt bóng của Phan Văn Long là rất tuyệt vời. Và tiếp bóng của Hải Trình cũng là hoàn hảo. Đỗ Melo gây sức ép ở phía giữa. 1-1 cũng có một bóng áo cam cắt lên để thu hút sự chú ý của đối phương. Và Hà Đức Trinh đã chọn vị trí chính xác ở phía sau, không gặp phải bất cứ. Tiến Dụng, Hà Đức Trinh rất hay. Cơ hội vào. Tỷ số đã là 3-0 dành cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Cầu thủ mang áo 17 Hồ Đức Trinh và Hồ Ngọc Thắng. Một cú dứt điểm rất khó, bóng đi vào góc xa khung thành của Thanh Diệp. Cú dứt điểm rất quyết đoán của Hồ Ngọc Thắng.